Thưa quý vị, Canada đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng ngàn người dân đang bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú vì các vụ cháy rừng xảy ra khắp British Columbia. Các vụ cháy đầu tiên nổ ra vào thứ Sáu sau khi bão điện gây ra hơn 130 đám cháy nhỏ. Đến Chủ nhật, con số đã tăng lên đến 220 vụ hỏa hoạn với khoảng 60.000 mẫu đất bị thiêu rụi. Các nhà chức trách cho biết, những cơn gió mạnh và điều kiện thời tiết nóng khô có thể khiến sự việc diễn biến tệ hơn nhiều cư dân trong và xung quanh thành phố Kamloops đang phải tìm nơi trú ẩn. Chính quyền tỉnh đã lập một quỹ 100 triệu đô la để hỗ trợ các nạn nhân. Các vụ cháy vẫn đang tiếp diễn và với tình trạng hiện tại, 100 triệu đô có thể là không đủ. Mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh youtube của báo Thanh niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!